Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh 1 triệu sự thật. Sâu rớm vẫn luôn là nỗi sợ hãi của các em nhỏ, nhưng loài sâu này làm cho cả người lớn cũng phải khiếp sợ đấy các bạn ạ. Trong các khu rừng nhiệt đới ở miền Nam Brazil, có một loài sâu rớm được người dân địa phương gọi là chú hề lười biếng. Nọc độc của nó còn nguy hiểm hơn cả các loài rắn độc. Hãy cùng kênh 1 triệu sự thật tìm hiểu về loài sâu này trong video hôm nay nhé. Loài sâu sát thủ này có tên khoa học là Lonomia. Thoạt nhìn, Lonomia trông không khác mấy so với những loài sâu rớm thường thấy. Thậm chí, chúng còn có thể được xem là đáng yêu trong mắt những người yêu côn trùng. Nhưng dưới vẻ ngoài vô hại đó, Lonomia thật sự là một loài côn trùng nguy hiểm. Chúng có thể gây ra những vết thương vô cùng nghiêm trọng và thậm chí là chết người chỉ bằng con đường tiếp xúc. Loài sâu rớm khủng khiếp này sinh sống ở những cánh rừng nhiệt đới Nam Mỹ và năm nào cũng có vài vụ chết người gây ra bởi loài côn trùng này, nhất là ở phía Nam Brazil, nơi chúng thường được tìm thấy trên các thân cây. Lonomia có khả năng ngụy trang hoàn hảo bằng cách lẫn mình với màu sắc của vùng xung quanh chúng, nên rất khó tránh, ngay cả khi con người đã cảnh giác với chúng. Phần lớn những tai nạn xảy ra khi những người thám hiểm dựa vào thân cây và vô tình tiếp xúc với loài côn trùng này. Sát thủ không cần động đến đao kiếm hay súng đạn. Khác hẳn với bề ngoài hiền lành, loài sâu này chứa trong mình một loại độc tố chết người. Lông của chúng tiết ra một chất chống đông máu cực mạnh. Nếu không may chạm phải những chiếc gai trên mình loài sâu rớm này, con người có thể bị chảy máu trong, suy gan và bị một chứng bệnh mà y học gọi là huyết tan. Huyết tan, tức hồng huyết cầu trong máu vỡ bể nhiều và sớm hơn thời hạn bình thường vì một lý do nào đó. Bình thường, một hồng huyết cầu tồn tại đến 120 ngày rồi mới vỡ và được thay thế bằng một hồng huyết cầu mới, nên số lượng hồng huyết cầu trong máu được giữ ở mức quân bình. Trong trường hợp tiếp xúc với loài sâu này,
lượng hồng cầu đột ngột giảm mạnh khiến cơ thể mất sức đề kháng và gây nhiều biến chứng khác. Dựa trên kinh nghiệm của dân bản địa, chỉ cần chạm tay vào loài sâu róm này là coi như chạm tay vào lưỡi hái tử thần. Nọc độc của loài sâu róm Lonomia là một trong những chất độc gây chết người nhanh nhất từng được phát hiện trên thế giới. Nạn nhân có thể tử vong chỉ 6 giây sau khi bị trúng độc. Nhanh hơn 0.06 giây so với khi bị loài rắn độc nhất cắn. Điều nguy hiểm là loài sâu róm này rất khó phát hiện. Chúng sống trên các thân cây và ẩn mình dưới lớp vỏ nhiều màu sắc. Trong nhiều trường hợp, việc phát hiện ra sự hiện diện của chúng đồng nghĩa với cái chết đã đến. Loài sâu róm Lonomia chỉ xuất hiện trong lớp vỏ ngoài màu sáng và dễ được phát hiện trong khoảng thời gian 2 tháng đến 3 tháng trong năm. Thời gian còn lại, chúng ẩn mình và chuyển sang màu tối rất khó nhận thấy. Nếu bạn đi du lịch Brazil, hãy tránh xa các loài sâu róm, đặc biệt những loài sâu róm ẩn mình trong những lớp vỏ cây tại các khu rừng nhiệt đới miền Nam Brazil. Mặc dù mang trong mình loại độc tố cực độc, tuy nhiên, loại sâu này vẫn có tác dụng đối với các nghiên cứu y học. Chất chống đông máu trong loại sâu này có thể sử dụng trong việc chống lại những vết tụ máu nguy hiểm đến tính mạng. Các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành với hy vọng tách được những dược chất có ích từ loại côn trùng này. Nhưng cho đến khi đó, bạn hãy nhớ tránh xa các gốc cây nếu có cơ hội thám hiểm các cánh rừng bí ẩn Nam Mỹ nhé. Vậy là trong video hôm nay, mình để giới thiệu đến các bạn về loài sâu sát thủ có nọc độc mạnh nhất. Nếu các bạn có thắc mắc hay ý kiến gì, hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng thảo luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh, like, share để tạo động lực cho mình làm nhiều video hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.